Hơn 10 ngày qua, người dân thôn Trạch Trung, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Dương vô cùng hoang mang và bức xúc bởi các đối tượng giang hồ thao túng hoạt động gặt lúa, ngang nhiên đe dọa và đánh người vô cớ. Nhiều người dân đồng loạt khẳng định các đối tượng mang theo hai khẩu súng đi khắp cánh đồng để đe dọa, thậm chí còn dí nòng súng vào đầu ông Ngô Tiến Sáu, người dân thôn Trạch Trung dọa bắn. 6-7 thanh niên vác hai khẩu súng người Nghệ An, hai khẩu súng bật đó là bỏ súng của tiền lúa. Nếu mà gặp là bắn què, bắn chết luôn cũng nói. Còn bắn bắn còn liền nó còn chưa xuống máy rồi. Thế là chủ máy cũng chạy rồi, dân cũng chạy rồi, bà con chạy hết. Trong đơn trình báo sự việc của người dân, nhóm thanh niên gồm hơn 10 đối tượng xăm trổ bọm trợn, có người mới ra tù với nhiều tiền án tiền sự, sử dụng nhiều dao kiếm và hai khẩu súng để đe dọa các chủ máy gặt, đòi phải nộp từ 5 đến 10 triệu đồng thì chúng mới cho gặt trên các cánh đồng. Tôi gạt máy thằng này của mình liền, không thích quá, không thích cái gì, còn hắn đi bật súng là cái gì, bật lắp súng, chỉ vô mặt tôi, không thích gì. Cầm đầu nhóm đối tượng trên là Trương Hữu Tùng, biệt danh Tùng Còi, và Lê Văn Anh, biệt danh Anh Sún, ngụ tại xã Quảng Trạch. Trong đó có hai thanh niên chuyên cầm súng nghi là người quê ở Nghệ An, còn lại là những đối tượng lạ mặt. Theo tìm hiểu, một số chủ máy gặt đã bị chúng dọa nạt hoặc đánh cảnh cáo nên đã đưa máy ra tỉnh Nam Định, một số khác phải đi các xã khác trong vùng để hoạt động. Ông Đàm Danh Cường, thôn Chi Hòa, xã Quảng Phong, giáp xã Quảng Trạch, người đưa máy gặt về làm dịch vụ tại các xã trong vùng, cũng đã phải nộp cho nhóm này 5 triệu đồng để được yên thân. Lấy mấy triệu rồi cả? Năm để đưa cả đảm, tất cả tâm ta đã đưa tiền rồi thì mày đừng có sang. Nạn nhân chịu hậu quả nặng nề nhất là vợ chồng anh Ngô Xuân Ngọc. Chiều tối ngày 12 tháng 5, bốn thanh niên hùng hổ cầm dao kiếm đến nhà tìm anh Ngọc nhưng không gặp. Chúng hành hung, tát, đá và đẩy ngã vợ anh Ngọc là chị Đặng Thị Liệu, 44 tuổi, phải đưa đi bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương điều trị. Giấy ra viện chẩn đoán chị bị đa chấn thương do bị đánh. Thậm chí vài ngày nay, có đối tượng còn nhắn tin đe dọa, đánh tiếng qua người khác khi xong mùa gặt sẽ đánh anh Ngọc. Cả gia đình anh vô cùng hoang mang, lo lắng, không dám đi ra ngoài. Ông Hoàng Cao Tám, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Trạch cũng thừa nhận có sự việc trên và đã thành lập các tổ công tác thường trực, nắm bắt thông tin nên tình hình tạm thời lắng dịu. Cùng một sự việc, nhưng ông Đặng Văn Hoàng, trưởng công an xã Quảng Trạch lại có cách nhìn khác. Súng thì dân thì người ta bảo là có đối tượng mang dao kiếm súng xuống, nên là dân người ta bắn nắng lên, nhưng mà khi bọn anh về là đối tượng không có đấy, không biết có súng hay không thì không nắm được. Nó mang tính chất là nó cũng hù dọa thôi, còn cái cố ý để mà gây thương tích nặng cho bà như thế nào nó xảy ra cái việc bà bị ngã. Được biết, công an huyện Quảng Xương đã nhận được đơn phản ánh của người dân, hiện đang cử người về xác minh vụ việc. Theo như anh Ngọc trình bày, có một số đối tượng đến gặp anh Ngọc và cũng đe dọa có rút ra hai cái khẩu súng, giảm súng và súng tự chế. Thì sau đó thì là hai đối tượng các đối tượng này đã lên xe bỏ về. Thì chúng tôi đang triệu tập cái đối tượng này để chúng tôi làm rõ, xem có cái đúng theo như cái tin báo của anh Ngọc hay không. Nếu có chúng tôi cũng sẽ tập trung làm rõ chết thì chúng tôi phải điều tra chúng tôi. Những năm trước, trên nhiều cánh đồng toàn huyện Quảng Xương, các đối tượng bảo kê máy gặt mang theo dao kiếm đi dọa nạt, thu tiền của các chủ máy vẫn còn tồn tại. Năm nay, chúng lại càng manh động hơn với sự trang bị cả súng. Dư luận địa phương vẫn đang nóng lòng mong đợi kết quả điều tra từ phía công an.